Thưa quý vị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức họp mặt cán bộ viên chức nhân viên qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Trong không khí đầm ấm, thân tình, các cán bộ viên chức nhân viên đài cùng nhau ôn lại lịch sử 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và quá trình hình thành, phát triển, những đóng góp của các thế hệ người làm báo BRT trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội tại địa phương. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tiền thân là Đài Phát thanh Truyền hình đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, thành lập năm 1981. Kênh truyền hình BRT, thời kỳ đầu phát sóng chưa đầy 10 đầu chương trình, với thời lượng lên sóng vài giờ một ngày. Đến năm 2010, thời lượng phát sóng của BRT đã khép kín 24/24 giờ mỗi ngày. Nội dung các chương trình thường xuyên đổi mới, cải tiến về hình thức thể hiện, nhằm tạo sự sinh động, hấp dẫn, đa chiều. 43 năm qua, nhiều chương trình phát thanh truyền hình của đài đã tạo được dấu ấn đối với khán thính giả, qua đó làm cầu nối thông tin tuyên truyền giữa đảng, chính quyền và nhân dân. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thành tựu của khoa học công nghệ, làm cho báo chí Việt Nam nói chung, báo chí Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng có bước phát triển vượt bậc, song cũng tác động ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của báo chí truyền thống. Trước bối cảnh này, đội ngũ người làm báo BRT không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy lợi thế khoa học công nghệ để thông tin kịp thời, chính xác, sinh động và hấp dẫn các sự kiện thời sự, vấn đề xã hội quan tâm, cải tiến đa dạng các chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán thính giả nghe xem đài.